Chào mừng các em đến kênh Khải Liêm trong bài giảng hôm nay. Khải xin dẫn các em công nghệ 7 sách chương trời sáng tạo. Trong lúc xem bài giảng, Khải Liêm đi công khai quảng cáo. Các em xem hết quảng cáo giúp Khải Liêm để hành thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ bài giảng hôm nay. Giờ hôm nay mình sẽ bài 11 kỹ thuật chăn nuôi gà thịt thả vườn. Giờ học xong bài này mình trình bày được kỹ thuật nuôi chăm sóc vật phòng trị bệnh cho một loại vật nuôi phổ biến chính là gà. Đúng nè. Giờ ở đây mình có hỏi làm thế nào để nuôi gà thịt thả vườn mau lớn và khỏe mạnh. Học xong bài này mình sẽ biết nha. Số 1, mình sẽ học về quy trình chăn nuôi. Hình số 11 là một số công việc trong quy trình chăn nuôi. Thì mình thấy là trong việc chăn nuôi thì mình phải tiêm ngừa vaccine nè, chọn giống và con giống cho phù hợp nè, chuẩn bị xây dựng chuồng trại và sau đó mình sẽ nuôi dưỡng chăm sóc cho vật nuôi. Đúng này. Như vậy để đạt được chăn nuôi đạt hiệu quả cao, đảm bảo chất lượng sản phẩm chăn nuôi và bảo vệ môi trường, người chăn nuôi cần thực hiện các bước chính trong quy trình chăn nuôi như sau. Trước hết là chuẩn bị chuồng trại và xây dựng bãi chăn thả trước khi chăn nuôi để đảm bảo vật nuôi sinh trưởng, phát triển tốt và giữ vệ sinh môi trường. Tiếp theo mình sẽ chọn giống và con giống phù hợp với mục tiêu chăn nuôi. Chăn nuôi thì mình có hai loại, ví dụ như dân nuôi gà thì có thể lấy thịt hoặc là lấy trứng, đúng không? Nuôi dưỡng và chăm sóc phòng trị bệnh để cho đàn gà đàn vật nuôi phát triển khỏe mạnh. Giờ ở đây mình sẽ có câu hỏi số 1. Kể tên những công việc được việc chăn nuôi được minh họa trong hình số 11, sắp xếp chúng theo thứ tự hợp lý. Như gì mình thấy là hình A thì chính là tiêm ngừa vaccine nè. Hình B là chọn giống và con giống. Hình C chuẩn bị chua xây dựng chuồng trại. Và hình D chính là nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi. Đúng này. Giờ như gì mình trả lời câu hỏi số 1 như sau. Như câu hỏi số 1 thì các em trả lời là hình A. Hình 11.1A là tiêm phòng cho vật nuôi. Hình B là chọn giống và con giống phù hợp với mục tiêu chăn nuôi. Hình C là chuẩn bị và xây dựng chuồng trại. Hình D là nuôi dưỡng chăm sóc cho vật nuôi. Thứ tự hợp lý là C, B, D. Có nghĩa là chuẩn bị xây dựng chuồng trại. Đúng không? Sau đó chọn giống và con giống phù hợp. Giờ sau đó nuôi dưỡng chăm sóc vật nuôi. Và chăm sóc trong quá trình chăm sóc và nuôi dưỡng thì mình sẽ nhớ là tiêm phòng cho vật nuôi. Đúng không? Giờ trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Giờ tiếp theo ở đây mình có thông tin thêm. Chuồng nuôi phải được xây dựng tách biệt và cách xa đường giao thông, khu dân cư, khu chuồng nuôi. Phải cách xa khu phụ trợ như nhà ở, kho chứa tối thiểu 15 mét, nơi chứa và xử lý chất thải đặt trong khu chăn nuôi và cách chuồng nuôi tối thiểu là 20 mét nhé. Giờ ở đây tiếp theo mình học phần số 2 là chăn nuôi gà thịt thả vườn. 2.1 là chuẩn bị chuồng trại. Như vậy là mình sẽ có hình E. Hình E thì mình thấy là chuồng trại thì sẽ là nơi để gà nghỉ ngơi, đúng không? Tránh mưa nắng. Và hình B thì người ta sẽ thả gà ở vườn để cho nó chạy. Đúng này. Chuồng nuôi là nơi để gà nghỉ ngơi tránh mưa nắng. Nếu chuồng phải nên chuồng phải đảm bảo khô ráo, không mát, dễ dọn vệ sinh. Cửa chuồng nên được mở ra hướng đông hoặc hướng đông nam để chuồng hứng ánh nắng buổi sáng và tránh được ánh nắng buổi chiều nha. Chuồng phải đủ rộng, mật độ nuôi khoảng từ 6 đến 7 con trên 1 mét vuông và có hệ thống cống rãnh để xử lý chất thải nước thải như hình A. Trước khi nuôi gà cần thực hiện tiêu độc khử trùng, vệ sinh chuồng để đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi và môi trường sống xung quanh. Bãi chăn nuôi như hình B nên có diện tích rộng tối thiểu là từ 0,5 tới 1 mét vuông trên 1 con. Vườn chăn thả thường là bãi cỏ, vườn tự nhiên có môi trường phù hợp cho dung đất dế phát triển tạo nguồn thức ăn cho gà. Có cây bóng mát, cây xanh để gà vận động và tìm kiếm thức ăn. Và xung quanh vườn bằng lưới mắc cáo hoặc là phên tre chắc chắn để gà không vượt qua, đồng thời chống khú quang và khú nuôi xâm nhập. Trồng thêm các loại cây cỏ vào vườn chăn thả để làm chứa thức ăn cho gà. Đặt máng ăn, treo máng uống để gà dễ dàng ăn uống khi cần. Giờ đây mình sẽ câu hỏi số 2, nêu yêu cầu của chuồng nuôi.
Nếu yêu cầu của chuồng trại nuôi gà thể hiện trong mỗi trường hợp được minh họa trong hình 11.2. Như giờ mình trả lời câu hỏi số 2 như sau. Như giờ đối với hình A thì chuồng nuôi là nơi để gà nghỉ ngơi tránh nắng mưa, nên chuồng phải đảm bảo rộng rãi, khô ráo, phóng mát, dễ vận dụng vệ sinh. Cửa chuồng nên mở về hướng đông để chuồng hứng được ánh sáng và tránh được nắng chiều. Chuồng phải đủ rộng, hệ thống cống rãnh để xử lý chất thải và nước thải. Thực hiện tiêu độc khử trùng vệ sinh chuồng trại, đảm bảo vệ sinh môi trường chăn nuôi trong môi trường xung quanh. Đúng không? Còn hình B, hình C thì mình thấy là vườn bãi chăn thả gà thì diện tích rộng, thường là bãi cỏ vườn tự nhiên có môi trường phù hợp cho dung đất và dế phát triển, tạo nguồn thức ăn cho gà và có bóng mát cây xanh để gà vận động và tìm kiếm thức ăn. Chỗ này. Giờ các em ghi phần này xong, mình sẽ tiếp câu số 2 nha. Giờ tiếp theo là mình sẽ dò xung quanh vườn bằng lưới mắt cáo hoặc là phân chia chắc chắn để gà không thể vượt qua, đồng thời chống khú xâm nhập. Đặt máng ăn, che máng uống cố định để gà dễ dàng định hướng được vị trí ăn uống khi nước khi cần. Giờ trả lời xong câu số hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ tiếp theo là câu số 3. Câu số 3 người ta hỏi vì sao nền chuồng nuôi gà càng khô ráo, không mát và dễ dọn vệ sinh. Như câu số 3 mình sẽ trả lời như sau. Thì mình thấy là nền chuồng nuôi gà càng khô ráo, không mát để dễ dọn vệ sinh, vì để tạo không gian dễ chịu, đáp ứng điều kiện để gà khỏe, có cơ thể, có thể khỏe mạnh, có thể mạnh khỏe, phát triển, tránh các mầm móng bệnh có thể ảnh hưởng đến sự sống và chất lượng của đàn gà. Đúng. Giờ trả lời xong câu số 3, mình sẽ tiếp phần bài diễn. Tiếp theo mình sẽ đến câu số 4. Câu số 4 thì người ta hỏi là vườn chăn khả đem lại những lợi ích gì cho đàn gà. Mình sẽ quan sát hình 11.3 là mô hình chuồng nuôi và vườn chăn khả, thì mình thấy là gà thả vườn thì thịt nó sẽ ngon hơn so với những con gà nuôi trong nhà, đúng không? Như câu số 4 này mình trả lời như sau. Câu số 4 các em trả lời là tạo nguồn thức ăn cho gà và có cái bóng mát để gà vận động và tìm kiếm thức ăn. Như vậy là gà thả vườn nó sẽ có vận động nên nó sẽ ăn được nhiều hơn và thịt nó sẽ săn chắc hơn, tạo điều kiện tối ưu nhất cho gà tiếp xúc trực tiếp với môi trường tự nhiên, bảo vệ gà tránh sự nguy hiểm từ hú quang hoặc hú nung. Chúng này. Giờ trả lời xong câu số 4, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Như vậy nếu mình nuôi gà thả vườn thì mình sẽ tạo một thức ăn bằng cách trồng thêm cây này kia, đúng không? Thì lúc này mình sẽ tiết kiệm được một lượng thức ăn, đúng không? Và tiết kiệm được thức ăn có nghĩa là mình sẽ tiết kiệm được tiền, đúng không? Và gà thả vườn thì mình sẽ bán được giá hơn, thì mình sẽ có lợi nhuận nhiều hơn so với nuôi trong nhà, đúng không?
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần 2.2 là chọn gà giống. Gà giống mình quan sát hình 11.4, một số giống gà khệt nuôi thả vườn gồm có gà tàu vàng, gà tam hoàng và gà đông tảo. Thì mình thấy là gà đông tảo có một đặc điểm nhất là hai cái chân nó rất là to, đúng không? A nhỏ là chọn giống gà dễ nuôi, dễ thích nghi với điều kiện khí hậu và môi trường sống ở địa phương. Một số giống gà nuôi khả vừa phổ biến ở Việt Nam có năng suất cao, chất lượng thịt ngon, có sức đề kháng cao là gà ta vàng, gà tam vàng và gà đông tảo, gà lương phượng và gà hồ. A nhỏ, câu B nhỏ là chọn gà con giống. Chọn gà con giống đồng đều về khối lượng, nhanh nhẹn, mắt sáng, mỏ to, lông bông, bụng gọn, chân to phẳng như hình 11.5 nha. Giờ đây mình sẽ có phần thông tin thêm. Gà đông tảo là có nguồn gốc từ xã Đông Tảo, tỉnh Hưng Yên, là giống gà quý của Việt Nam. Gà đông tảo có thịt thơm ngon, hình thể đặc biệt cao lớn, màu sắc đẹp nên ngoài nuôi lấy thịt đó, còn được nuôi làm cảnh cục cò. Giờ đây mình sẽ có hỏi số 5. Theo em là các giống gà khả vườn trong hình 11.4 có đặc điểm như thế nào? Giờ như vậy mình sẽ quan sát các giống gà ở hình 11.4. Thì mình thấy có giống gà màu gà tàu vàng, gà tam vàng và gà đông tảo. Thì mình thấy là các giống gà này là có hình thể cao lớn, màu sắc đẹp, sức đề kháng cao, và thơm ngon và dễ nuôi. Như vậy câu số 5 này mình trả lời như sau. Theo em thì các giống gà thịt khả vườn trong hình 11.4 có đặc điểm hình thể là cao lớn, màu sắc đẹp, sức đề kháng cao, thịt thơm ngon và dễ nuôi nha. Giờ trả lời xong câu số 5 mình sẽ tiếp phần bài diễn. Tiếp theo mình sẽ đến phần 2.3 kỹ thuật nuôi dưỡng và chăm sóc. Phần A nhỏ là thức ăn cho gà. Nguồn thức ăn cho gà chủ yếu là từ nhóm thức ăn giàu tinh bột như là lúa ngô, giao kết hợp với nhóm thức ăn giàu đạm, cá tôm, bột cá, bột đậu tương và thường xuyên thả gà ra vườn tự tìm kiếm thức ăn tự nhiên như là giun giấy. Lượng thức ăn hàng ngày phải cân đối và đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng cho từng giai đoạn sinh trưởng của gà. Giờ ở đây mình sẽ có hỏi số 6, thể trạng của gà con giống sẽ ảnh hưởng như thế nào đến quá phát trình phát triển của đàn gà. Như vậy câu hỏi số 6 các em trả lời như sau. Việc chọn gà giống rất là quan trọng. Giống gà mà ta lựa chọn nuôi chính là gen quý của dòng gà đó. Thể trạng của gà con giống như không tốt, gà sẽ không phát triển được tốt, ảnh hưởng đến chất lượng thịt và trứng. Thêm nữa là ảnh hưởng đến đời thế hệ sau, đúng không? Giờ trả lời xong câu số 6 mình sẽ tiếp phần bài diễn. Tiếp theo là mình sẽ đến câu hỏi số 7. Nhu cầu thức ăn thay đổi như thế nào trong quá trình phát triển của gà? Thì mình thấy là mỗi giai đoạn nó sẽ có nhu cầu thức ăn khác nhau, đúng không? Như vậy câu số 7 thì mình trả lời như sau. Thì mình thấy là giai đoạn gà con từ 1 tới 4 ngày tuổi, 4 tuần tuổi thì cho ăn tự do loại kém được chế biến phù hợp với khả năng tiêu hóa của gà. Dễ điều thức ăn lên khay ăn tùy theo định lượng thức ăn cho số gà, dày khoảng 1 cm và bổ sung thêm thức ăn cho gà từ 6 đến 7 lần một ngày. Trước khi dạy thức ăn mới nên vệ sinh sạch lượng thức ăn dư thừa còn lại trên khay ở lần cho ăn trước, đặt xen kẽ máng uống với khay ăn và khay nước. Mình sẽ khay nước ngày 2-3 lần để đảm bảo gà không bị đói, không bị khát. Còn giai đoạn gà tơ, gà non mới lớn thì mình sẽ có trộn thêm lúa, gạo, dao vào trong thức ăn để tăng cường chất dinh dưỡng cho gà. Giai đoạn gà khệt thì gia tăng lượng thức ăn được uống đồng thời bổ sung thêm thức ăn giàu chất đạm, rau xanh để gà lớn nhanh và chắc thịt hơn. Đúng này. Giờ trả lời xong câu số 7 mình sẽ tiếp phần bài diễn.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần giai đoạn gà con từ 1 đến 1 ngày đến 4 tuần tuổi, thì mình sẽ phần này giống như cái phần thầy vừa mới trả lời thôi, nên thầy sẽ không đọc lời phần này nha. Mình sẽ đến phần chăm sóc, chế độ chăm sóc gà hàng ngày đúng cách, đúng thời điểm và là yếu tố quyết định năng suất và chất lượng của gà khi xuất chuồng. Giai đoạn gà con sử dụng đèn thắp sáng để sưởi ấm ngoài từng đầu cho khi gà nở, và vào mùa đông đồng thời phòng chuột mèo kích thích gà ăn được nhiều thức ăn như hình 11.6. Khi gà nuôi được 1 tháng tuổi, hàng ngày thả gà ra vườn thả vài giờ khi nắng ăn. Giai đoạn gà tơ và gà thịt thì gà lớn dần có thể tăng thêm thời gian thả ra vườn khi nắng ấm, lùa gà vào chuồng trước khi mặt trời lặn, thường xuyên vệ sinh chuồng trại, máng uống để tránh vi khuẩn gây bệnh phát triển. Mình sẽ đến phần thông tin thêm nhu cầu chất đạm theo từng giai đoạn phát triển của gà khịt. Thì giai đoạn gà con dưới 4 tuần tuổi thì là nhu cầu đạm là 20%. Giai đoạn từ 5 tuần tuổi đến khi xuất chuồng là 16 đến 18%. Giai đoạn gà khịt là năng lượng tối thiểu là 2.900 kcal trên 1 kg, lượng đạm tối thiểu là 20%. Được này. Tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi số 8, hãy liệt kê các kỹ thuật chăm sóc hoặc nuôi non phù hợp để chăm sóc gà con. Như vậy câu số 8 này mình trả lời như sau. Thì để chăm sóc gà con thì mình phải nhớ là giữ vệ sinh phòng bệnh, tiêm vaccine định kỳ, vận động và tiếp xúc ánh sáng, tập ăn sớm đa dạng các loại thức ăn để đảm bảo chất đầy đủ chất dinh dưỡng và giữ ấm cơ thể nha. Giờ trả lời xong câu số 8 mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần 2.4 phòng và trị bệnh. Hình 11.7 là một số hoạt động phòng bệnh cho gà. Trong quá trình nuôi dưỡng càng cho gà uống hoặc là tiêm vaccine phòng bệnh theo khuyến cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Gà nuôi thả vườn thường mắc phải một số bệnh như là cúm gia cầm, cầu trùng, nhiễm khuẩn E. coli và tụ huyết trùng. Để phòng bệnh cho đàn gà cần thực hiện các công việc sau: giữ cho chuồng trại luôn sạch sẽ, khô ráo, không mát, tiêm phòng đầy đủ các loại vaccine cho gà theo định kỳ để phòng bệnh, đảm bảo cung cấp đủ chất dinh dưỡng giúp cho gà có được sức đề kháng tốt nhất. Khi đàn gà nuôi có triệu chứng bệnh cần báo ngay cho cán bộ thú y đến khám và điều trị cho đàn gà, cách ly nhiên những gà bệnh và bổ sung thêm chất dinh dưỡng vitamin để tăng sức đề kháng cho gà. Sau khi điều trị bệnh cho gà cần dọn vệ sinh khử trùng chuồng nuôi và môi trường xung quanh để chống tình trạng gà tái nhiễm bệnh. Gà thả vườn có thể xuất chuồng sau khi nuôi khoảng 3 tháng rưỡi tới 4 tháng rưỡi, đạt khối lượng trung bình từ 1,2 kg đến 1,5 kg một con. Giờ đây mình sẽ câu hỏi số 9. Ở mỗi trường hợp trong hình 11.7, người chăn nuôi đã làm công việc gì để phòng và trị bệnh cho gà? Thì mình thấy là hình A là người ta khử trùng vệ sinh chuồng trại, còn hình B là người ta tiêm vaccine phòng bệnh cho gà. Đúng này. Như vậy câu số 9 này mình trả lời như sau. Như vậy là hình A chính là khử trùng vệ sinh chuồng trại. Hình B là tiêm vaccine phòng bệnh cho gà. Giờ trả lời xong câu số 9, mình sẽ qua tiếp câu số 10. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu hỏi số 10, giữa phòng và trị bệnh cho gà nuôi, theo em công tác nào quan trọng hơn? Vì sao? Thì chắc chắn phòng bệnh phải quan trọng hơn, đúng không? Như vậy là cơ nhớ là phòng bệnh thì mình sẽ tốt hơn, khi đã bị bệnh rồi rất là khó chữa trị, đúng không? Như vậy câu số 10 này mình trả lời như sau. Giữa phòng và trị bệnh cho gà, em thấy công tác phòng bệnh là quan trọng hơn, vì người ta thường có câu là phòng bệnh tốt hơn chữa bệnh. Phòng bệnh thì người nuôi sẽ chủ động được, phòng bệnh thì sẽ đổ tốn công sức, tiền của và thời gian hơn. Nếu để gà mắc bệnh có nhiều loại bệnh rất khó chữa và rất có khả năng là không chữa khỏi được, hoặc để lại di chứng sau này. Nếu ta phòng bệnh tốt cho vật nuôi thì vật nuôi sẽ cho sản phẩm chất lượng cao, số lượng nhiều và do chi phí phòng bệnh sẽ thấp hơn chi phí chữa bệnh. Nếu vật nuôi bị bệnh, ta phải dùng thuốc chữa bệnh, ngoài ra nếu quá nặng vật nuôi sẽ chết, gây ảnh hưởng lớn đến kinh tế, ngoài ra mình còn phải lây lan ra toàn bộ vật nuôi gây thiệt hại rất là lớn. Đúng không? Giờ trả lời xong câu số 10, mình sẽ tiếp phần bài giảng.
Giờ tiếp theo mình sẽ đến phần luyện tập cơ số 1. Hãy cho biết tác dụng của việc hạ gà ra vườn chăn thả khi mặt trời mọc và lùa gà về chuồng lúc trời lặn. Giờ như vậy là câu luyện tập số 1 này mình trả lời như sau. Như mình thấy là mình sẽ thả gà ra vườn khi mặt trời mọc, vì sao? Vì mình thấy là ánh nắng sẽ có ảnh hưởng rất tốt đến thể trạng của gà. Gà khi được phơi nắng sẽ giúp ích rất nhiều trong quá trình nuôi gà, giúp gà tăng trưởng cả về thể chất cũng như tinh thần. Ánh nắng sẽ giúp gà làm sạch cơ thể, khải trừ bọt mẹt, công tác vệ sinh cũng như tinh khiết hơn khi gà sinh hoạt tại vùng có ánh nắng. Gà sẽ hấp thụ được ánh nắng mặt trời giúp chuyển hóa đạm. Gà sẽ hấp thụ được ánh nắng mặt trời giúp chuyển hóa chuyển đổi chất tốt hơn, da đỏ xương sẽ cứng cáp hơn. Việc giam cầm và phơi nắng sẽ khiến cho gà tiêu hao năng lượng khi hoạt động dưới trời nắng, giúp cơ thể chúng sẽ săn chắc hơn. Việc lộ gà về chuồng trước khi mặt trời mọc sẽ đảm bảo cho gà con không bị lạnh khi ra khỏi chuồng dẫn đến chết. Mình sẽ bỏ cái phần giam cầm. Vì phơi nắng sẽ khiến cho gà tiêu hao năng lượng khi hoạt động dưới trời nắng, giúp sẽ giúp săn chắc hơn, đúng không? Giờ trả lời xong câu luyện tập số 1, mình sẽ qua tiếp câu số 2. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu luyện tập số 2. Hãy nêu đặc điểm của chuồng nuôi gà hợp vệ sinh. Tại sao chuồng nuôi gà cần cách xa khu vực có người ở? Như câu này các em trả lời như sau. Đặc điểm của chuồng gà hợp vệ sinh là lượng khí độc ít, có hệ thống cống rãnh đầy đủ giúp giữ dạng khó nước và chất thải, đảm bảo nhiệt độ và độ ẩm thích hợp, cao ráo không mát phù hợp với thời tiết. Các thiết bị khác chuồng càng được bố trí hợp lý. Chuồng nên quay về hướng đông nam, mùa hè mát mẻ, mùa đông sẽ ấm áp. Nền chuồng cao tránh gây trơn trượt và ẩm ướt khi vào mùa mưa. Chọn địa điểm phải cách xa khu dân cư hay khoảng cách đúng quy định. Tường nên xây dựng bằng gạch để ủ ấm hoặc nuôi. Mái che nên thiết kế dốc để khống nước nhanh. Chuồng đảm bảo vệ sinh, quét vôi sắn sửa phòng chuột rắn ở dừa muỗi. Chuồng càng cách xa khu người ở để đảm bảo về mặt độ, về mức độ ô nhiễm không khí, đảm bảo vệ sinh an toàn về dịch về dịch bệnh cho vật nuôi và sức khỏe cho người, cũng như có nguồn nước cho người dân sống ở các vùng đặc cả. Giờ trả lời xong câu số 2, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Và tiếp theo mà sẽ đến câu số 3. Vì sao việc cung cấp thức ăn lại phụ thuộc vào các giai đoạn sinh trưởng của gà? Như vậy câu số 3 này mình trả lời như sau. Vì ở mỗi giai đoạn khác nhau thì gà cần lượng dinh dưỡng và chất dinh dưỡng khác nhau. Khi còn nhỏ thì cơ thể gà còn rất bé, vì vậy cần lượng thức ăn ít hơn và chất dinh dưỡng vừa đủ để cung cấp cho cơ thể. Con gà trong giai đoạn trưởng thành thì chúng cần lượng dinh dưỡng nhiều hơn để cơ thể phát triển. Được. Gà còn nhỏ không thể tự kiếm ăn nên phải ăn thức ăn có sẵn. Khi lớn hơn, chúng có thể tự kiếm ăn, cần để cho chúng tự kiếm ăn để cơ thể được săn chắc. Khả năng phát triển và kiếm ăn cũng khác nhau.
Gà con chỉ có thể ăn thức ăn được xay nhỏ và chế biến sẵn, còn gà lớn có khả năng tiêu thụ hấp thụ tốt hơn nên ăn được thức ăn nhiều chất dinh dưỡng và tự kiếm ăn. Đúng này. Giờ trả lời xong câu số 3, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo là câu số 4, vì sao cần tiêu độc khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi? Thì mình cần tiêu độc khử trùng chuồng trại sau mỗi đợt nuôi vì dù cho đợt nuôi trước có phải khỏe mạnh, không mắc bệnh nhưng ta không chắc là sẽ không có những mầm móng bệnh tồn tại. Vì tiêu độc khử trùng giúp khống chế dịch bệnh, diệt mầm móng trong môi trường, ngăn chặn lây lan dịch bệnh, tránh nguy cơ gây bệnh phát triển. Sát trùng chuồng trại và dụng cụ chăn nuôi giúp tăng hiệu quả chăn nuôi, phát triển bền vững và hạn chế dịch bệnh. Đúng này. Giờ trả lời xong câu số 4, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Giờ tiếp theo mình sẽ đến câu vận dụng. Em hãy tìm hiểu và mô tả lại quá trình nuôi dưỡng, chăm sóc và phòng trị bệnh cho một loại vật nuôi của dân địa phương em nơi em sinh sống. Câu hỏi này các em có thể trả lời như sau. Tùy từng địa phương là đồng bằng, miền núi, trung du hay ven biển mà khí hậu cũng như phong tục tập quán cũng khác nhau. Với đặc điểm của từng vùng sẽ thích hợp với mỗi loại vật nuôi, cần phải nêu rõ những vấn đề sau. Giờ như vậy là câu hỏi này thì các em sẽ dựa vào đặc điểm của từng vùng miền để các em được trả lời câu hỏi này. Đúng không? Ở đây thầy mình sẽ đưa ra một số gợi ý thôi, đúng không? Thứ nhất là quá trình nuôi dưỡng chăm sóc, thức ăn là gì, quá trình phòng trị bệnh sẽ như thế nào. Giờ thầy sẽ cho ví dụ là ở đây là ở địa phương tôi nuôi, mình sẽ nuôi gà luôn đi, vì mình đang học nuôi gà, đúng không? Thì mình sử dụng cái phần thông tin nuôi gà thì nó sẽ dễ hơn, đúng không? Giờ phần này thì giống phần mình đã học thôi, các em sẽ ghi giống cái phần này mình đã học thôi, đúng không? Giờ các em ghi phần này xong mình sẽ tiếp phần bài giảng nhé. Giờ cuối cùng phần ghi nhớ, phần này các em sẽ đọc thêm. Như là mình xong bài giảng hôm nay, nếu các em thấy giảng dễ hiểu bấm thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, các em sẽ bấm nút đăng ký bấm chuông để xem bài giảng mới nhất của thầy Liêm nha. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nha.